Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với khuyến mãi Toyota. Hôm nay khuyến mãi Toyota lại quay trở lại đây và cập nhật lại giá khuyến mãi cho quý vị và các bạn. Và trước mặt quý vị và các bạn là dòng xe Toyota Innova. Và đây là phiên bản số sàn, hay còn gọi là Innova 2.0e. Thì hôm nay khuyến mãi Toyota xin làm clip này để cập nhật giá của chiếc xe này tại thời điểm tháng 5 2020 được nhà máy và được đại lý khuyến mãi những gì. Trước khi khuyến mãi Toyota thông báo về giá xe cũng như chương trình khuyến mãi của dòng xe này tại thời điểm tháng 5 2020 thì khuyến mãi Toyota mong mọi người cùng khuyến mãi Toyota tham quan chiếc xe này để cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Với ngôn ngữ thiết kế của Toyota, phần đầu xe được thiết kế với cụm đèn trước vuốt dọc theo thân xe tạo cho chiếc xe có độ dài. Cụm đèn trước là halogen phản xạ đa hướng, mặt ga lăng được mạ bạc. Chúng ta có thể thấy ở cụm đèn trước có các viền mạ chrome đi theo đèn xe. Đèn xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu. Tay nắm cửa cùng màu với thân xe. Và tiếp theo, mời mọi người cùng ngắm nhìn phần đuôi xe Innova 2.0e có gì đặc biệt. Kích thước tổng thể bên ngoài, xe có chiều dài lên đến 4735mm, chiều rộng là 1830mm, chiều cao là 1795mm. Có thể nói đây là một dòng xe phù hợp đi với tất cả các cung đường của Việt Nam và cũng như số người ngồi trong xe lên đến 8 người, tạo cảm giác thoải mái cho người ngồi bên trong xe. Tiếp theo xin mời mọi người ngắm nhìn những nội thất bên trong xe có những gì và những tiện ích ở bên trong một chiếc xe Innova 2.0e này. Và khuyến mãi Toyota cũng xin được thông báo đến chương trình khuyến mãi của dòng xe này tại tháng 5 2020 là như thế nào. Hiện tại dòng xe Toyota 2.0e là phiên bản số sàn, có giá niêm yết là 771 triệu đồng và được nhà máy khuyến mãi lên đến 30 triệu đồng. Và đây chưa phải là giá lăn bánh cuối cùng. Với giá niêm yết là 771 triệu đồng và khuyến mãi lên đến 30 triệu đồng từ nhà máy. Vậy giá lăn bánh cuối cùng là bao nhiêu? Tại thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Tại tỉnh là bao nhiêu? Nếu mọi người thắc mắc về giá lăn bánh của chiếc xe này tại thời điểm này tại các tỉnh khác nhau là như thế nào thì vui lòng gọi đến hotline báo giá lăn bánh ở góc phải màn hình của quý vị để được biết giá lăn bánh cuối cùng tại tỉnh mà mọi người ở là bao nhiêu. Và cuối cùng hãy ấn follow, ấn chuông để được nhận thông báo cập nhật về giá khuyến mãi từng ngày, từng tuần, từng thời điểm từ khuyến mãi Toyota. Kênh khuyến mãi Toyota là kênh chuyên cập nhật và báo giá khuyến mãi tốt của Toyota. Khuyến mãi Toyota xin cảm ơn. Like a star in the sky, I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I wanna have to hide.
lông mày.